Cân điện tử Giao Bác cảm ơn anh chị đã xem tiếp video clip này ha. Và đây chính là video clip về cân điện tử SuperDesk. Anh chị có đang sử dụng về một cái cân bàn điện tử SuperDesk từ 60kg đến 500kg, hay là sử dụng cân sàn điện tử SuperDesk từ 1 tấn cho đến 10 tấn, hoặc là anh chị có sử dụng cái cân điện tử có bánh xe, hoặc là anh chị có đang sử dụng cân xe nâng mà cái mã là SuperDesk, thì anh chị cũng có thể xem video clip này ha. Vì đây chính là video clip về hướng dẫn sử dụng cân điện tử SuperDesk với tất cả hình dáng và tất cả cái mức cân tối đa luôn. Và khi sử dụng cái cân điện tử này thì cái việc đầu tiên là mình sắp đặt cái cân này trên một mặt bàn nào đó, thì cái việc đầu tiên là mình phải chuẩn chỉnh cái chân đế ở đây. Tất cả cái cân đều có 4 chân đế ha. Thì nếu như mình đặt ở một cái mặt phẳng nào đó mà chưa thăng bằng, thì mình cứ việc xoay chỉnh cái chân đế này để giúp cho cân thăng bằng, rồi sau đó chúng ta mới khởi động cân lên. Công tắc của cái cân thì nó nằm bên tay trái hoặc là bên tay phải của cân, anh chị cứ kiểm tra ha. Sau đó mình tắt mở, mình khởi động lại. Trong quá trình mà khởi động đó thì mình không có chạm tới bàn cân ha, để cân nó khởi động im hết rồi thì chúng ta mới sẵn sàng cân thôi. Một cái chuyện quan trọng nữa trong sử dụng thực tế là chúng ta nên kiểm chứng cái cân mình có còn chính xác hay không trước khi mình sử dụng, bằng cách là chúng ta đặt cái quả cân chuẩn. Ví dụ như ở đây, theo gợi ý của cân tự Giao Phát là trên mỗi cái cân nó có một cái góc, từ góc thứ nhất đến góc thứ hai, đến góc thứ ba, đến góc thứ tư, anh chị kiểm chứng 4 cái góc, 5 cái góc đó, 5 cái vị trí đó mà số nó có giống nhau hay không. Nếu mắt thật sự giống nhau và nó đúng cân đúng ký thì mình hoàn toàn yên tâm là cái cân của mình có sự chuẩn xác. Rồi như vậy là mình yên tâm rồi đó, mình bắt đầu sử dụng thôi. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của những cái phím ở trên đây ha. Ví dụ như ở đây chúng ta có phím Tare, có phím Zero, thì hai cái phím này nó cùng một cái chức năng là bấm nó trừ bì. Ví dụ như anh chị có một cái khay, cái mâm để chứa hàng hóa, thì sau khi mình khởi động cân xong rồi mình sẽ đặt cái mâm, cái khay lên, sau đó chúng ta bấm Tare thì nó lập tức nó trừ bì. Trừ bì có nghĩa trừ cái trọng lượng của cái bao bì hay cái khay mâm này. Sau đó mình đặt hàng hóa lên thì nó chỉ hiển thị trọng lượng của hàng hóa của mình cần cân thôi. Ví dụ như mình có lấy hàng hóa xuống thì nó trở về zero, hoặc là mình lấy luôn cả cái mâm, cái khay xuống thì nó sẽ âm đúng cái trọng lượng vừa rồi. Như vậy là chúng ta chỉ cần bấm trừ bì một lần thôi ha, chứ không cần phải bấm nhiều lần, mà nó sẽ nhớ trọng lượng đó. Rồi muốn trở lại trạng thái thông thường thì mình phải bấm Tare. Như vậy trong sử dụng thực tế, anh chị nhớ cho mình cái mẹo này ha. Nếu như mà trong bất cứ hoàn cảnh nào mình bắt đầu mình cân mà con số này không phải là zero, 0.0, thì mình bấm một trong hai phím này thì lập tức cân nó sẽ trở về trạng thái zero để mình cân ha. Rồi phím thứ hai, phím kế tiếp là cái phím unit này, là cái phím mà để thay đổi đơn vị. Ví dụ như cân này có trọng lượng kilogram, có đơn vị bao của nước ngoài, hay có đếm sản phẩm. Ví dụ đây là cái phím đếm sản phẩm này. Thì ở một video clip khác thì cân điện tử Gia Phát sẽ chia sẻ với anh chị về tất cả những cái chức năng của hỗ trợ đếm số lượng ha. Còn cái phím mod và phím ok này, trong sử dụng thực tế của kỹ thuật viên á, họ cài đặt á, họ sẽ sử dụng. Một cái tính năng hay nữa của cái cân SuperDesk này đó là tính năng cân động vật chốt số. Và để bật cái tính năng đó lên, mỗi lần mình cân gà, vịt, heo, bò thì mình sẽ bật cái tính năng đó lên. Thì lúc này thì mình để ý ha, nó có một cái biểu tượng bên này, nó sáng lên, thì lúc đó mình hiểu rằng là nó đã chuyển qua chế độ cân động vật rồi đó. Đây, ví dụ như là chúng ta mua cái cân này để chúng ta cân gà, vịt, heo nữa ha. Sau khi mà chúng ta bật cái tính năng nó chốt lên thì nó ổn định số, thì nó sẽ kêu tích một phát, và lúc đó cho dù heo có nhún nhảy đi nữa thì số nó chốt là chốt luôn. Rồi mình kéo con heo xuống thì nó trở về zero thông thường. Còn để sử dụng lại chức năng thông thường để cân bình thường lại thì chúng ta tiếp tục bấm mod. Thì lúc đó thì cân nó sẽ mất cái biểu tượng mà chốt số nó đi, thì sử dụng thông thường mà thôi. Rồi, và bây giờ anh chị để ý ha, trên màn hình của cái cân SuperDesk này nè, nó có một biểu tượng báo pin ở đây. Thì nó hay hơn những cái dòng cân điện tử khác ha, thì nó báo trực quan như vậy đó. Đến một ngày kia thì nếu như mà mình thấy cái cân này nó giảm, nó còn sáng là một đèn thôi, thì mình biết là nó sắp hết pin rồi. Lúc đó mình cứ dừng ghim cái dây điện của nó thôi, ghim bổ điện, sạc khoảng chừng 2 đến 3 tiếng là cân nó sẽ đầy pin. Rồi thêm một chuyện nữa, nếu như cái cân này anh chị đã xài khoảng 2-3 năm rồi và pin nó xuống, nó không còn cầm pin nữa, không còn sử dụng được lâu nữa, nó mau hết pin đó, lúc đó anh chị thường xuyên ghim điện và đến một lúc nào đó thì cần phải thay pin. Thì quá trình thay pin đó nó cực kỳ đơn giản luôn ha. Chúng ta chỉ việc tháo cái con ốc phía sau lưng đầu cân ra thôi, rồi là mình sẽ thấy được cái cục pin bên trong nó như thế nào anh chị ha.
Rồi khi bung đầu cân ra thì chúng ta sẽ thấy một viên pin ở vị trí này. Và công việc chúng ta đơn giản lắm là tháo cục pin nó ra và chúng ta thay bằng cục pin mới này. Thì khi mà anh chị mua một cục pin mới này từ cân điện tử Gia Phát á, lúc nào cũng có tên và số điện thoại để hỗ trợ ha. Lúc cân điện tử Gia Phát lúc nào cũng hàng sẵn cho anh chị hai cái đầu dây đỏ đen như thế này. Đã hàng sẵn hai cái cục pin này rồi, công việc của anh chị chỉ về là tháo cục pin nó ra. Và ở đây có đầu dây đỏ thì anh chỉ việc xoắn với đầu cơ dây đỏ. Ở đây đầu dây đen anh chị phải xoắn với dây đen. Thế là mọi việc nó đơn giản như vậy thôi ha. Cho nên nếu như mà anh chị đã xài cái cân điện tử Super Dash này rồi mà cảm thấy pin nó không còn lưu nữa, xài nó mau hết pin quá, anh chị thường xuyên cắm ổ điện và cảm thấy nó rất là nóng, nóng cân, thì anh chị cứ việc gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tự Gia Phát sẽ gửi đến anh chị một cục pin tương tự như thế này ha. Thì anh chị sẽ tự thay thế. Rồi nếu như mà anh chị cần hỗ trợ gì thì anh chị cứ gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình luôn, là cơ kỹ thuật viên cân điện tử Gia Phát sẽ hỗ trợ, có thể gọi video trực tiếp anh chị luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới cái việc chuẩn xác của cái cân. Ví dụ ở đây chúng ta có ba cái cân ha. Ví dụ như cân thứ nhất mình đặt quả cân chuẩn lên 10 kg đúng rồi, chuyển qua cân thứ hai rồi cũng 10 kg luôn, và chuyển qua cân thứ ba. Rồi phát hiện ra một con số nó rất là lạ. Rồi ở đây là ví dụ như nó đặt lên và nó hiển thị có 9,8 kg, nó không giống với cân người ta. Ví dụ như ở đây cân điện tử Gia Phát á, có quả cân chuẩn á, thì kiểm chứng ngay là quả cân này 10 kg mà đặt lên cân này chỉ còn 9,8 kg thôi thì phát hiện nó sai liền. Tuy nhiên trong sử dụng thực tế của anh chị á, có khi anh chị sẽ không có quả cân chuẩn này, anh chị chỉ có nhiều cái cân này thôi. Khi đó thì anh chị sẽ kiểm chứng bằng cách là anh chị lấy cái kiện hàng cân từ cân này bỏ qua cân này, mình cảm thấy cân này nó bị lệch nhiều quá. Nếu như chỉ có hai cái cân thôi thì có thể mình nghĩ rằng là hai cái nó không biết cân nào đúng cân nào sai. Tuy nhiên nhiều hơn hai cái là ba cái, cụ thể là ba cái đây, thì mình có thể là biết được là hai cân này đúng và cân này lệch. Thì cái công việc của mình bây giờ mình sẽ reset cái cân này lại cho nó đúng ký. Cái quá trình đó gọi là hiệu chuẩn cân điện tử ha. Thì bây giờ hiệu chuẩn nó như thế nào? Đầu tiên chúng ta tắt cân, rồi chúng ta khởi động lên, và trong quá trình khởi động chúng ta nhấn tare 3 lần. Rồi và chờ cân khởi động lên. Sau đó chúng ta bấm mode để lên F4. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi sau đó chúng ta bấm tiếp tục, bấm OK. Rồi chúng ta đặt một cái kiện hàng này lên. Ví dụ ở đây cân điện tử Gia Phát đã có sẵn một cái quả cân chuẩn là 10 kg. Tuy nhiên anh chị thì không có quả cân chuẩn thì anh chị có thể cân một kiện hàng lớn từ cái cân điện tử thứ nhất, thứ hai. Rồi sau đó mình sẽ đặt lên đây một kiện hàng lớn ha. Sau đó mình tiếp tục bấm OK. Rồi bây giờ cái trọng lượng hàng hóa đúng của chúng ta là 10 kg, thì bây giờ chúng ta sẽ nhập lại cho đúng 10 kg. Và rồi bây giờ cân đã hiển thị 10 kg rồi. Sau khi mà chúng ta hiểu xong chuẩn xong á, chúng ta sẽ kiểm tra gốc. Chúng ta sẽ kiểm tra gốc thứ nhất cũng 10 kg, gốc thứ hai cũng 10 kg, gốc thứ ba cũng 10 kg, gốc thứ tư cũng 10 kg. Như vậy là cân này đã đều chuẩn ký rồi ha. Rồi sau đó chúng ta kiểm tính một lần nữa, chúng ta lấy cái kiện hàng đó chúng ta lại đặt lên một cái cân điện tử còn lại. Nếu mà tất cả cái số liệu này nó giống nhau thì chúng ta yên tâm rằng là quá trình hiệu chuẩn của cân điện tử này đã diễn ra thành công rồi đó anh chị. Anh chị có thể yên tâm mà sử dụng cái cân điện tử này như mới. Rồi xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy video này hữu ích thì hoặc là anh chị cần thêm những cái sự hỗ trợ, ví dụ như anh chị cần thêm mua pin cân điện tử nè, hay là anh chị cần video trực tiếp để hướng dẫn hiệu chuẩn lại cân điện tử của anh chị, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833 ha. Thì cân tự Gia Phát sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể. Một lần nữa cân tự Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem hết video clip này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.